Cẩm Tú và Nhật Tân kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến triển khai quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ. Công an tỉnh Tây Ninh ra quân mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. 6 trên 9 huyện thị thành phố đã lưu hành virus dại trên đàn chó. Phóng sự Tây Ninh chính thức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai. Phóng sự nghiêm trị hành vi bạo lực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định số 1521 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ ngành địa phương. Ông Nguyễn Tha Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương, chủ trì với sự tham gia của một số cơ quan, bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu Tây Ninh, ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Tây Ninh và đại diện các phòng tư pháp thành phố, thị xã, huyện, các sở ban ngành trong tỉnh cùng tham dự. Hội nghị tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, theo tinh thần kết luận số 80 của Ban Bí thư và quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc của bộ ngành địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đề xuất cơ chế để tổ chức thực hiện kết luận số 80 và quyết định số 1521, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, tình hình thực tế. Bên cạnh đó, phân tích, xác định các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đang được triển khai hiệu quả tại bộ ngành địa phương. Đề xuất định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ ngành địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020, Công an tỉnh Tây Ninh ra quân mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan và cán bộ chiến sĩ Công an Tây Ninh. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Trong đợt ra quân, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, tập trung nắm chắc tình hình, tăng cường tối đa lực lượng phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác phân tích đánh giá chính xác liên quan đến an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, ảnh hưởng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tập trung trấn áp mạnh tội phạm cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, triệt phá các tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đồng thời, Công an tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, đẩy mạnh thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là các lực lượng ngoài cái việc chúng ta triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là huy động toàn bộ lực lượng công an trong địa bàn toàn tỉnh, từ tỉnh đến cơ sở tham gia vào công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, thì chúng ta còn phải quan tâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng trên địa bàn, nhất là trên tuyến biên giới, để bảo đảm an ninh trật tự cả trong nội địa và trên tuyến biên giới, nhất là đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập của các thế lực phản động, trái phép, chống phá và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi mà nhập cảnh trái phép. Đây là một trong những cái nguy cơ tiềm ẩn để bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, quan tâm động viên anh em, cán bộ chiến sĩ cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Sáng cùng ngày tại huyện Dương Minh Châu, tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ phát động, Công an huyện Dương Minh Châu đã tổ chức phát xe loa tuyên truyền về các nội dung trên đến người dân tại các trục đường chính của huyện như đường Nguyễn Chí Thanh, tỉnh lộ 781, 784 để người dân biết và thực hiện. Tại Châu Thành, sáng cùng ngày tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, thời gian thực hiện đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021 với nhiệm vụ trọng tâm như chủ động nắm và kiểm soát tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, bảo vệ các sự kiện chính trị, lễ hội đầu xuân, phục vụ tốt cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, lành mạnh. Cũng trong sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020, Bến Cầu tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, đồn công an Mộc Bài và 9 trên 9 xã thị trấn xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chung, giữ vững an ninh trật tự trên biên giới và trong nội địa. Sáng cùng ngày, trảng bàn tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong thời gian triển khai đợt cao điểm sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần vì nhân dân phục vụ và vì cuộc sống bình yên của nhân dân, để nhân dân vui xuân đón Tết một cách trọn vẹn nhất. Ngay sau buổi lễ, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã diễu hành trên các tuyến đường trung tâm của thị xã Trảng Bàng. Thưa quý khán giả, Tây Ninh là một trong 4 địa phương của cả nước được Văn phòng Chính phủ chọn làm điểm để triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sau khoảng thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 15 tháng 12 năm 2020, dịch vụ này chính thức được triển khai thực hiện áp dụng đối với các trường hợp có phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận sau đây của phóng viên Sơn Vương và Duy Hiển. Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, hàng ngày có khá nhiều người dân và doanh nghiệp đến để giải quyết các thủ tục có liên quan đến đất đai. Thông thường, trong quá trình giải quyết, các thủ tục này sẽ có phát sinh các khoản nghĩa vụ tài chính, buộc người dân và doanh nghiệp phải hoàn thành việc thanh toán mới có thể hoàn tất các thủ tục. Trước đây, khi có phát sinh nghĩa vụ tài chính phải thanh toán, người dân và doanh nghiệp chỉ có một phương thức duy nhất để thanh toán, đó là đến trực tiếp các ngân hàng do cơ quan thuế yêu cầu để thanh toán. Sau đó, mang biên lai thanh toán quay trở lại bộ phận tiếp nhận để giải quyết. Thì đến nay, người dân và doanh nghiệp đã có thêm một phương thức thanh toán mới, tiện ích và nhanh chóng hơn, đó là thanh toán trực tuyến. Thời gian vừa qua, thì Tây Ninh được phép thử nghiệm cũng như là kết nối chia sẻ các hệ thống liên quan. Các đồng chí xử lý hệ thống kỹ thuật, chúng ta đã kết nối thành công các hệ thống này. Thì chúng ta đã hoàn thiện vấn đề tập huấn cũng như vào đưa vào thao tác thử nghiệm trong giai đoạn từ 1 tháng 12 cho đến 14 tháng 12. Thì hệ thống chúng ta đã cơ bản đã hoàn thành các vấn đề kết nối hệ thống. Với phương thức thanh toán mới này, từ các thiết bị thông minh, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia ở địa chỉ www.dịchvucong.gov.vn, chọn vào mục thanh toán trực tuyến, sau đó tìm chọn thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. Tại đây, người dân và doanh nghiệp chỉ cần nhập mã số hồ sơ của mình và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành việc thanh toán. Hình thức thanh toán trực tuyến này được đảm bảo đầy đủ tính pháp lý tương tự hình thức thanh toán trực tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện theo cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh về nộp và giúp công dân thực hiện cái nghĩa vụ tài chính trực tuyến. Thì hồi sáng giờ cũng có một số người đến để liên hệ để nộp trực tuyến qua mạng. Tôi cũng đã hướng dẫn một số người đã nộp thành công. Sắp tới thì mọi cán bộ, trong anh chị em trong khu hành chính đều phải thực hiện thao tác thành thạo cái này để mà bất kỳ ai cũng có thể hướng dẫn cho công dân hết. Hôm nay tôi có đến trung tâm để làm giấy đất, nhưng mà tôi thấy là ở đây có tổ chức cái chương trình gọi là đóng thuế trực tuyến
Tôi thấy là cũng rất là phù hợp cho tôi và đồng thời cho người dân khỏi đi lại coi như là rất thuận tiện. Qua hướng dẫn thì bản thân tôi đã thực hiện rất thành công. Trong giai đoạn đầu triển khai thì theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì trước mắt là cán bộ công chức bộ phận một cửa, nhất là các cái quầy về liên quan tới đất đai cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sẽ tập trung hướng dẫn cho người dân. Thứ nhất là tạo tài khoản của cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thứ hai là thao tác sử dụng một số cái chức năng cơ bản như là tra cứu tình trạng giải quyết. Thứ hai là giải quyết như là nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3-4. Và hiện tại là chúng ta sẽ tập trung vào hướng dẫn cái thanh toán nghĩa vụ tài chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính để cho người dân nắm được cái kênh thông tin để người dân có thể lựa chọn một trong những cái hình thức thanh toán sao cho nó phù hợp với từng tổ chức cá nhân. Có thể thấy, với phương thức thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai theo hình thức trực tuyến, người dân và doanh nghiệp không phải di chuyển nhiều, chỉ cần một thiết bị thông minh và một tài khoản ngân hàng đủ điều kiện thanh toán. Như thế, đã có thể dễ dàng hoàn tất việc thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của mình. Sau thời gian thí điểm tại 4 địa phương, trong đó có Tây Ninh, nếu dịch vụ này được đánh giá hiệu quả, Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai nhân rộng trong toàn quốc. Thưa quý vị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh vừa cho biết, hiện nay virus dại đã lưu hành trên đàn chó ở 6 trên 9 huyện, thị xã, thành phố. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh dại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Người nhiễm virus dại khi lên cơn, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Thống kê cho thấy, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 9 người tử vong do bị chó dại cắn. Nguyên nhân là do người dân chủ quan không tiêm phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn. Ông Nguyễn Thành Thúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh cho biết, 6 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đã có mầm bệnh lưu hành như Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên và thành phố Tây Ninh. Do đó, nguy cơ mắc bệnh dại là rất cao. Khuyến cáo mọi người để cùng nhau chung tay phòng chống bệnh dại thì phải thực hiện một số cái biện pháp. Thứ nhất là khi chúng ta nuôi chó thì chúng ta phải đăng ký với cái chính quyền địa phương. Cái thứ hai là bà con nuôi chó thì phải giữ chó trong khuôn viên gia đình, xích nhốt lại và không thả rông. Trường hợp mà nếu chúng ta cho chó ra nơi công cộng thì chúng ta phải có rọ mõm và phải có người dẫn dắt. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải chấp hành công tác tiêm phòng, đặc biệt là tiêm phòng bệnh dại theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Vấn đề nữa là chúng ta phải theo dõi cái sức khỏe của đàn chó để mà khi mà chó mà có cái biểu hiện bất thường thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cơ quan thú y để kịp thời xử lý. Một vấn đề mà bà con cần quan tâm là khi mà chúng ta mà có bị chó mèo cắn thì chúng ta phải liên hệ đến cơ quan y tế để được cái điều trị dự phòng sớm nhất và tuyệt đối là chúng ta không nên sử dụng cái thuốc nào có thể gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Khi nuôi chó phải đăng ký với chính quyền địa phương. Khi nuôi chó phải giữ chó trong khuôn viên gia đình, không thả rông. Trong trường hợp đến nơi công cộng, cần rõ mõm cho vật nuôi. Chấp hành công tác tiêm phòng bệnh dại. Theo dõi sức khỏe của đàn chó, khi chó có biểu hiện bất thường, cần báo ngay cho cơ quan thú y. Khi bị chó, mèo cắn, cần đến cơ quan y tế để được điều trị dự phòng sớm nhất. Tuyệt đối không sử dụng thuốc nam để điều trị. Chiều ngày 14 tháng 12, anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Tây Ninh, đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên tinh thần của em Hồ Bùi Bảo N, tên viết tắt, nữ học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Chà Là, huyện Dương Minh Châu, người bị hành hung sau vụ va chạm giao thông. Qua thăm hỏi, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh bày tỏ niềm vui khi biết tình trạng sức khỏe và tinh thần của em N đã cơ bản ổn định. Hiện tại em đã quay lại trường học và tham gia tốt kỳ thi học kỳ 1 đang diễn ra. Thay mặt thiếu nhi tỉnh nhà, anh Nguyễn Tiến Tân gửi lời thăm hỏi và trao tặng em N những phần quà, động viên em sớm vượt qua sự cố ngoài ý muốn. Cùng ngày, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Hung Việt Nam đóng trên địa bàn khu công nghiệp Chà Là đã đến thăm và trao tặng em N những phần quà sau khi biết được thông tin về vụ việc. Thưa quý vị, hành vi hành hung em học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Chà Là sau vụ va chạm giao thông xảy ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 trên đường nội bộ khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự ở địa phương.
đặc biệt là có dấu hiệu phạm tội với trẻ em là người dưới 16 tuổi. Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm sử dụng bạo lực trong xã hội hiện nay. Dư luận phẫn nộ với hành vi của ông Trần Văn Mẫn, ngụ ấp Ninh Hiệp, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đã đánh vào đầu, đạp em học sinh xuống mương đất ven đường, rồi cùng vợ là người phụ nữ đi bộ băng qua đường, gây ra vụ va chạm giao thông, chạy khỏi hiện trường. Nhiều người dân bày tỏ sự bất bình khi nam thanh niên ào vô đánh em học sinh mà không biết rõ nguyên nhân vụ va chạm. Một thanh niên lại đánh một trẻ em mới 13 tuổi. Ảnh là một người đàn ông mà lại đánh một cách dã man một cháu bé như thế thì chúng ta không thể chấp nhận. Mà riêng hội mà chúng tôi cũng đang là quan tâm đến sự việc này, và chúng tôi cũng đã cử cái bộ phận mà bảo vệ quyền trẻ em của hội để đến gặp cháu, gặp gia đình để tìm hiểu thêm, nắm bắt thêm thông tin. Đồng thời tôi cũng đã liên hệ với là các cái cơ quan chức năng ở Dương Minh Châu để cùng có cái sự phối hợp làm thế nào là phải giải quyết cái trường hợp của cháu Bảo Ngọc mà là bị hành hung như thế, bị xâm hại sức khỏe như thế, là phải cho đúng theo quy định và phải nghiêm khắc đảm bảo cho trẻ em có một cái quyền lợi chính đáng và được có một cái quyền mà trẻ em phải được ưu tiên trong một cái xã hội chúng ta. Người trong cuộc từ những vụ va chạm hoặc tai nạn giao thông đều hoảng loạn và lo sợ. Họ cần được giúp đỡ nhanh chóng, nhất là đối với trẻ em. Cho dù cái hành vi mà va chạm giao thông này, có lỗi này là của cái em học sinh này hay là cái người đi bộ, thì cái việc mà nam thanh niên này tự tiện để nhảy vô giải quyết cái vấn đề này là nó hoàn toàn trái pháp luật. Và cái hành vi hành hung của cái người nam thanh niên này đối với các em nữ sinh này thì tôi cho rằng là hành vi cố ý gây thương tích. Thì cái điều này nó đã vi phạm vô là cái điều 134 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu như mà ở cái mức độ nhẹ thì tỷ lệ thương tật mà dưới 11% thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi vì cái em học sinh lớp 7 này là trẻ em dưới 16 tuổi. Còn nếu mà ở mức độ nặng, chẳng hạn em này có thể là bị chấn thương sọ não hoặc là nguy hiểm đến tính mạng, thì có thể căn cứ theo cái điều 123 thì cái nam thanh niên này có thể bị truy tố về cái tội giết người. Ngoài ra thì cái hành vi mà đuổi đánh cái em học sinh này thì có thể là bị truy cứu thêm cái tội là gây rối trật tự công cộng theo điều 318 của Bộ luật hình sự. Cái việc mà tai nạn giao thông trên đường là một sự việc mà tôi nghĩ rằng là chắc là tất cả mọi người không ai mong muốn, và đã gọi là tai nạn rồi thì tất cả mọi người ở trong cái cuộc giao thông đó thì hầu tất cả đều là nạn nhân hết cả, cho dù là có lỗi hoặc là không có lỗi. Thì chúng ta là những người đi đường có thể là nhìn thấy bên ngoài, nhìn thấy những cái việc như thế, thì cái trách nhiệm thì là phải giúp đỡ cho cái người gặp nạn, có thể là đưa sơ cấp cứu tại chỗ cho họ, hoặc có thể đưa họ đến cái cơ quan y tế gần nhất để mà cấp cứu kịp thời, hoặc là chúng ta hỗ trợ bằng cách là gọi cho người thân, hoặc là gọi những cơ quan quản lý nhà nước để mà đến xử lý cái vụ việc. Ý thức tham gia giao thông phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của mỗi người. Hành hung người bị nạn là một hành vi vi phạm pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm để đủ sức răn đe, giáo dục, ngăn ngừa xảy ra các vụ tương tự. Sáng ngày 15 tháng 12, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính thức được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trên phạm vi toàn quốc. Sáng cùng ngày, tỉnh đoàn Tây Ninh đã có nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc thi này. Anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh cho biết, cuộc thi này là một trong những hoạt động trọng tâm của đoàn viên thanh niên cả nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên thiết bị di động. Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra từ nay đến giữa tháng 3 năm 2021 với 6 vòng thi tuần để tìm ra các thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng thi bán kết và chung kết. Cá nhân đạt giải cao và tập thể triển khai tốt cuộc thi, ngoài việc được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, còn được nhận phần thưởng hiện kim lên tới 80 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên của đội tuyển đạt giải nhất còn có cơ hội tham gia hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2021. Thưa quý vị, tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh,
có một khu vực người dân thường xuyên đổ rác trộm tại đây. Phường đã dùng nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng không có kết quả. Vào tháng 1 năm 2021, phường sẽ lắp camera ở khu vực này. Khu vực đường Thánh Cơ Vệ giao với đường 25 Điện Biên Phủ thuộc phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh có một bãi đất trống. Nhiều người thường xuyên chở rác đến đây đổ trộm vào ban đêm gây ô nhiễm môi trường. Người dân sống ở khu vực xung quanh đã kiến nghị phường Hiệp Ninh có biện pháp ngăn chặn. Phường Hiệp Ninh cho biết phường đã liên hệ với công ty công trình đô thị để thu gom rác khu vực này. Bên cạnh đó, phường vận động người dân ký hợp đồng với công ty thu gom rác tận nhà để ngăn ngừa việc người dân đổ rác ở các bãi đất trống hoặc nơi công cộng. Phường cũng cắm bảng cấm đổ rác tại những khu vực này, nhưng tình trạng chỉ được cải thiện trong một số thời điểm rồi đâu lại vào đấy. Nhiều người dân ở nơi khác vẫn tranh thủ chở rác đến và đổ trộm vào ban đêm. Mới đây, lãnh đạo phường Hiệp Ninh cho biết phường đã thực hiện khảo sát các khu vực này và trong tháng 1 năm 2021, phường sẽ tiến hành gắn camera ở những khu vực thường xuyên bị đổ rác trộm. Khi phát hiện người dân đổ rác không đúng quy định, địa phương sẽ áp dụng các biện pháp chế tài cho hành vi này. Sáng ngày 15 tháng 12, ông Hà Minh Giáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng cùng lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã đã đến thăm, hỗ trợ một gia đình có nhà bị cháy do sét đánh tại phường Lộc Hưng. Căn nhà bị cháy do sét đánh là của ông Phạm Văn Dố ở tổ 6, khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng. Người nhà cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 12, mưa lớn kèm theo sấm chớp làm đường điện trong gia đình bị chập, cháy, sau đó lan ra toàn bộ gian nhà sau, khiến cho 4 xe máy cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không ai bị thương. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 30 triệu đồng. Nhằm động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng đã hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân phường Lộc Hưng hỗ trợ 3 triệu đồng, đồng thời huy động các lực lượng đến giúp gia đình khắc phục sự cố, ổn định lại cuộc sống. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, mặc dù lực lượng công an tỉnh đã quyết liệt đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép trong đồng hồ dầu tiếng, tuy nhiên tình trạng khai thác cát trái phép vào ban đêm vẫn diễn ra phức tạp nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tây Ninh tuần tra khu vực lòng hồ dầu tiếng, phát hiện quả tang 4 tàu mang biển số TN0510, TN0509, BTR7585 và tàu VR1604420 đang khai thác cát trong lòng hồ dầu tiếng thuộc nhánh suối Bồ Hút thuộc địa phận ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 người đang khai thác cát, tăng vật tạm giữ 4 tàu với hơn 121 mét khối cát đã được bơm lên khoang tàu. Qua làm việc bước đầu, 4 thuyền trưởng Phan Văn Quyển, 38 tuổi, ngụ Dương Minh Châu, Võ Văn Lực, 40 tuổi, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương, Bùi Văn Nhiều, 35 tuổi, ngụ xã Phước Minh, Dương Minh Châu, Đoàn Văn Tư, 29 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương, không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc khai thác và khai nhận bắt đầu khai thác từ 4 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút thì bị phát hiện. Trong 4 tàu có 2 tàu số TN0510, TN0509 của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải Sơn Tây Ninh nằm trong kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khai thác vi phạm ngoài khung thời gian cho phép, 2 tàu còn lại khai thác trái phép. Đồng thời khai nhận là nhân viên làm thuê cho công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải Sơn Tây Ninh có địa chỉ tại ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành lập biên bản tạm giữ đối với 4 tàu trên để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, dừng đổ xe tại những nơi được phép trên đường phố, đồng nghĩa người tham gia giao thông sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, dừng đổ như thế nào đảm bảo an toàn luôn khiến những người chưa có kinh nghiệm lái xe ô tô cảm thấy bối rối. Thông tin sau đây của chương trình sẽ giúp quý khán giả dừng đổ xe đúng quy định. Phải cho xe dừng đổ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25m và không gây cản trở nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đổ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đổ bên kia đường, tối thiểu là 20m. Thưa quý khán giả, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Kính mời quý vị khán giả xem lại các chương trình thời sự trên website tninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.